thêm muôn tình ngọt hơn đường của màn ảnh Hoa ngữ. Thứ nhất, Sam Sam đến rồi. Sam Sam đến rồi được biết đến là một trong những bộ phim đưa tên tuổi của Chu Lệ Dĩnh thành sao hạng A. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Cố Mạn, lại có sự tham gia diễn xuất của Trương Hàn và Chu Lệ Dĩnh, hai gương mặt được đánh giá cực hợp với nguyên tác phim nhanh chóng thu hút rất nhiều khán giả. Vốn nguyên tác Sam Sam đến rồi đã là một bộ truyện có rất ít cao trào, nên nội dung và các tình tiết khi lên phim cũng rất nhẹ nhàng và dễ đoán. Khán giả hoàn toàn không cần phải động não khi xem để dò xét tâm tư của các nhân vật. Bù lại, chuyện tình ngọt ngào giữa Phong Đăng và Sam Sam là điểm sáng giúp giữ chân khán giả. Một người ngoài lạnh trong nóng, một người trong sáng đầy năng lượng, một sự kết hợp ăn ý khiến bất cứ cô gái nào cũng mơ một đại boss trong đời. Thứ hai, Ôi Hoàng đế bệ hạ của tôi. Ôi Hoàng đế bệ hạ của tôi là một trong những bộ phim chiếu mạng hot nhất năm 2018. Phim có sự tham gia diễn xuất của những gương mặt mới như Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến, Cốc Gia Thành. Theo mô típ xuyên không, bộ phim ăn điểm ở những tình huống hài hước đáng yêu và chuyện tình cực kỳ ngọt ngào giữa hoàng thượng và cô nàng ở thời hiện đại Lạc Phi Phi. Tuy nhiên, cũng như những bộ web drama không được đầu tư quá nhiều, phim có nhiều tình tiết hết sức vô lý nên chỉ được đánh giá là xem để giải trí chứ không sâu sắc. Thứ ba, Vườn Sao Băng 2018. Vườn Sao Băng 2018 là một trong những bộ phim thu hút được sự chú ý của nhiều khán giả nhất trong năm vừa qua. Được remake từ bộ truyện tranh cực nổi tiếng, lại thêm dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, Vườn Sao Băng 2018 được cho là sẽ tạo nên cơn sốt như phiên bản năm 2001. Thế nhưng lên sóng chưa được bao lâu, bộ phim này đã khiến khán giả ôm một bụng câu hỏi vì quá khó hiểu. Những chi tiết như F4 bỗng dưng biến thành học sinh ưu tú, niềm tự hào của Học viện Minh Đức, Sam Thái là cô nàng yếu đuối mau nước mắt hay thẻ đỏ biến thành thẻ bài thách đấu, khiến nhiều khán giả không thể hiểu được nội dung của Vườn Sao Băng 2018. Nhiều người cho rằng ngoài tên của các nhân vật trong phim thì Vườn Sao Băng 2018 khác xa so với bản gốc. Vì vậy không nên so sánh bản mới này với bản 2001, nếu không khán giả sẽ cảm thấy thất vọng. Thế nhưng bù lại, phản ứng hóa học giữa Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ lại được khán giả vô cùng hài lòng. Cặp chị em đã có nhiều khoảnh khắc tình về tình trên màn ảnh. Chắc hẳn đây cũng là điều duy nhất được nhớ đến khi nhắc về bộ phim này. Thứ tư, Tại sao Boss muốn cưới tôi? Tại sao Boss muốn cưới tôi là một bộ phim chiếu mạng đang cực kỳ hot trong thời điểm này. Câu chuyện nhẹ nhàng lại thêm dàn mỹ nam cực phẩm giúp bộ phim gây sốt màn ảnh nhỏ. Thế nhưng nội dung của bộ phim này lại chứa vô số tình tiết khó hiểu phi logic. Từ việc nữ chính Hạ Lâm nhầm xe của Boss Lăng Dị Châu thành xe taxi, nam chính kết hôn với nữ chính vì được tặng bánh kem, Sở Viêm trốn thoát khi không đủ sức hay bố mẹ của nữ chính không hề xuất hiện dù con gái bị bệnh nặng. Không những vậy, việc nam nữ chính vừa hôm trước yêu nhau, hôm nay đã tránh mặt nhau, rồi lại ngọt ngào ân ái khiến khán giả bị xoay vòng vòng. Bỏ qua hết những tình tiết phi lý ấy, điều khiến khán giả mê mệt bộ phim này chính là mối tình đẹp như mơ giữa Boss Lăng Dị Châu và Hạ Lâm. Cách chăm sóc vợ từng ly từng tí, cuồng vợ và đội vợ lên đầu của đại boss khiến khán giả quắn quéo vì quá đáng yêu. Sau Phong Đăng, có lẽ Lăng Dị Châu chính là hình mẫu người chồng quốc dân mới. Thứ năm, Thiên Kim Háo Sắc. Thiên Kim Háo Sắc cũng là một trong những bộ phim về đề tài xuyên không rất hot trong năm 2019. Thay vì xuyên không về thời cổ đại, bộ phim lại tạo sự mới mẻ khi xây dựng cốt truyện xuyên thẳng vào game. Thế nhưng cũng chính việc xuyên game đã khiến cho rất nhiều tình tiết của bộ phim bị cho là vô lý, khó hiểu. Lấy bối cảnh thời cổ đại, thế nhưng trang phục của nữ chính trong phim lại rất hiện đại. Không những vậy, nữ chính còn sử dụng rất nhiều từ ngữ của thời hiện đại và mang cả tiếng Anh xuyên không. Có ý kiến cho rằng những chi tiết này dễ hiểu vì đây là xuyên vào game không phải thuần cổ. Thế nhưng không ít người cho rằng nếu đã lấy bối cảnh thời cổ đại thì không nên cho quá nhiều chi tiết thời hiện đại vào như vậy. Bù lại, tính cách đáng yêu của nữ chính là điểm cộng lớn giúp phim hot đến vậy. Chưa kể mô típ kẹo ngọt đánh trúng tâm lý của khán giả nữ cũng là lý do khiến một phim mất ăn mất ngủ. Sau một tuần làm việc vất vả, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng thì việc giải trí cuối tuần là điều cần thiết hơn cả. Thay vì những bộ phim hách não với kịch bản quá hàn lâm sâu sắc, thử một vài bộ phim nhẹ đô hơn như những bộ phim trên cũng là một sự lựa chọn đáng lưu tâm đấy.